Cứ mỗi buổi chiều, nhiều phụ huynh lại đến trường mầm non Thần Đồng Á Âu nằm trong tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow Incentra để đón con. Chị Nguyễn Thị Hằng có một con trai và một con gái đều gửi học tiếng Việt tại nhà trường. Tôi nghĩ là mình là người Việt Nam nên là cái việc đầu tiên của con mình là phải biết tiếng Việt. Thì là ở đây lợi thế là có trường mầm non Thần Đồng Á Âu đấy. Thì là chúng tôi gửi con ở dưới đấy thì được học tiếng Việt, được ca hát, được hiểu về truyền thống, những các cái ngày lễ này, rồi là các phong tục và các cái bài hát mà liên quan đến những cái ngày lễ đấy. Nên là các cháu biết rất nhiều và cũng thêm yêu Việt Nam đấy. Anh Nguyễn Văn Hảo, chồng chị Hằng, đã định cư ở Nga được gần 14 năm. Đối với anh, việc cho các con học tiếng Việt có ý nghĩa rất lớn, nhất là khi các con anh sinh ra tại Moscow, Liên bang Nga. Cái này là rất quan trọng. Tôi nghĩ là rất quan trọng để cho các cháu sau này về tương lai và cuộc sống của các cháu sau này là rất cần thiết để xây dựng cho một cái nền tảng về ngôn ngữ Việt Nam là vợ chồng tôi đang mong muốn. Là có được những người giáo viên tốt để kèm cặp cho các cháu ăn học để đến nơi đến chốn. Tòa nhà thuộc tổ hợp đa chức năng Incentra này có 400 hộ sinh sống, chủ yếu là người Việt. Sau một ngày đi làm và đón con học tiếng Việt ở trường về nhà, chị Bình đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Với chị, việc cho con học tiếng Việt để chuẩn bị vào lớp 1 là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm này. Cháu nhà tôi là cũng biết được tất cả các cái mặt chữ rồi và cái mặt số rồi, có thể đếm được từ 1 đến 20-30 rồi. Tôi định là cho cháu học đến hết 5 tuổi thì là cho về nhà học lớp 5 tuổi ở nhà và sẽ cho cháu lên lớp 1 ở Việt Nam. Với nhiều gia đình người Việt ở Nga, việc cho con theo học tiếng Việt không chỉ là một bước chuẩn bị để đưa các cháu về nước học tập khi lên lớp 1, mà còn là một cách để giữ gìn văn hóa, giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nga.